Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, website hungyentv.vn. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên. Năm 2022, mặc dù tình hình dịch COVID-19, song ngành y tế đã nỗ lực hết mình cùng cả nước kiểm soát được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc. Cả nước chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Ngành y tế đã đạt và vượt 3 trên 3 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, được Quốc hội giao và 13 trên 16 chỉ tiêu cụ thể về y tế. Kết thúc hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng hoa và chúc mừng đến lãnh đạo và cán bộ ngành y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành. Sáng nay, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2 năm 2023. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các báo cáo viên tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy để tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các nội dung tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, như dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các địa phương năm 2023, việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, tham gia góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền về cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ. Sáng ngày 24 tháng 2, huyện Văn Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu tham dự hội nghị đã cơ bản đồng thuận cao với các quy định trong 9 nhóm nội dung của dự thảo luật đất đai sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến lần này. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng với quy định như dự thảo, những bất cập trong quản lý đất đai sẽ được khắc phục. Các đại biểu cũng quan tâm nhiều đến những quy định về cơ chế, chính sách tài chính, khung giá đất. Đơn vị chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Minh Khai vừa phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tiến hành chi trả đợt 2 tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho cụm công nghiệp này. Qua hai đợt chi trả đến nay, có 418 hộ trong tổng số 446 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ở thôn Minh Khai, thôn Ngô Xuyên, thị trấn Như Quỳnh và thôn Tân Nhuế, xã Lạc Đảo. Một số hộ đang vướng mắc các thủ tục hồ sơ liên quan đến chưa thể nhận tiền. Cụm công nghiệp Minh Khai có diện tích trên 52 ha cần giải phóng mặt bằng, trong đó có 16 ha đất công ích. Trong tổng số 36 ha đất nông nghiệp giao cho các hộ sản xuất đến nay, đã có hơn 30 ha đã được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Xuất hiện hố ga sụt lún không nắp đậy ngay lối rẽ từ chân cầu Hưng Hà vào địa phận xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, còn rất phản cảm, mất mỹ quan. Khu vực này có tới 3 hố ga cạnh nhau đang bị hư hỏng nặng, hố thì nứt, hố thì sụt lún. Theo phản ánh của người dân, nắp đậy các hố ga thường được thiết kế bằng những tấm đan xi măng khá chắc chắn. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã bị hư hỏng chưa được sửa chữa, chỉ được chắn bằng dây tạm thời, không có biển cảnh báo gây nguy hiểm cho phương tiện khi đi qua đây. Đoạn đường trên có nhiều phương tiện qua lại thường xuyên và các hố ga hỏng được xem là những cái bẫy đối với người qua lại. Thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải về nhiều vụ việc thương tâm xảy ra do hiểm họa từ các hố ga. Từ ngày 1 tháng 3 tới, Bệnh viện Việt Đức sẽ hạn chế các ca mổ phiên để ưu tiên vật tư, hóa chất cho việc mổ và điều trị các trường hợp cấp cứu. Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết thời gian qua, bệnh viện đã tích cực thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, đảm bảo đúng quy định pháp luật và kịp thời cung cấp cho công tác khám chữa bệnh trong toàn viện. Tuy nhiên, hiện một số hóa chất tồn kho phục vụ xét nghiệm cấp cứu đã sắp hết và việc đấu thầu mua sắm gặp vướng mắc, chưa thể thực hiện được. Nếu thuận lợi trong việc mua sắm thiết bị vật tư hóa chất trong thời gian tới thì sớm nhất cũng mất khoảng 1 tháng, việc mổ phiên tại bệnh viện này mới có thể trở lại bình thường. Một cung đường trong khu đô thị Park City, quận Hà Đông, Hà Nội trồng rất nhiều cây hoa phong linh đang nở rộ, thu hút nhiều người dân tới chụp ảnh và vui chơi. Cây hoa phong linh hay còn gọi là cây hoa chuông vàng thường nở vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 5. Cây thường nở hoa thành từng chùm và có mùi thơm dịu nhẹ. Hoa phong linh vàng vốn không phải là cây thuần Việt, được du nhập từ nước ngoài về Việt Nam. Tại khu đô thị này, cây hoa phong linh được trồng hai bên đường tạo nên một khung cảnh ấm áp và tràn ngập sắc vàng. Con đường cây phong linh dài khoảng 800 mét, người dân có thể tự do vào tham quan và vui chơi. Không chỉ trong con đường, cây hoa phong linh còn được trồng khắp nơi trong khu vực nhà ở,
tạo nên một vẻ đẹp thiên nhiên say đắm giữa lòng đô thị xô bồ. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi sân bay Nội Bài về việc kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa trường hợp khỉ xâm nhập vào khu bay. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong các ngày 14 tháng 2 và 18 tháng 2 năm 2023, tại khu vực gần bốt an ninh V1, hàng rào an ninh khu bay của sân bay Nội Bài xuất hiện con khỉ màu vàng. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, trong trường hợp khỉ xâm nhập vào khu bay sẽ gây mất an toàn khai thác tại sân bay Nội Bài. Để bảo đảm an toàn khai thác tại sân bay Nội Bài, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay Nội Bài tăng cường kiểm tra trực tiếp khu vực xuất hiện con khỉ và khẩn trương có phương án xua đuổi, tác động nhằm ngăn ngừa khả năng xâm nhập khu bay sân bay Nội Bài của khỉ nói riêng và các động vật hoang dã nói chung. Do không có lý do chính đáng và vắng mặt trong buổi lễ nhận quân, 6 thanh niên ở Hải Dương bị phạt 375 triệu đồng và buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 thanh niên trú tại huyện Tứ Kỳ với tổng mức phạt 375 triệu đồng. Lý do xử phạt vì ngày 6 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Tứ Kỳ tổ chức lễ giao nhận quân nhưng 6 thanh niên trên vắng mặt và không có lý do chính đáng. Với hành vi trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt mỗi thanh niên 62,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, buộc phải chấp hành và thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phương Gia Lai vì có hành vi chặt rễ cây xanh khi chưa được cấp phép. Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku xác định công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phương Gia Lai vi phạm nghị định 16/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku quyết định xử phạt hành chính với mức 40 triệu đồng. Dự án hỗ trợ lát đá vỉa hè trên đường Lê Duẩn do Ủy ban Nhân dân phường Phù Đồng, thành phố Pleiku làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phương Gia Lai là một trong hai nhà thầu thi công. Trong quá trình thi công, đơn vị này đã chặt rễ nhiều cây xanh để xây bồn xung quanh. Việc chặt rễ khiến cho cây xanh có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã yêu cầu dừng ngay việc thi công để bảo vệ cây xanh. Các quan chức y tế Trung Quốc vừa tuyên bố dịch COVID-19 cơ bản đã chấm dứt tại nước này. Tại cuộc họp báo, giới chức y tế Trung Quốc ca ngợi chiến thắng quyết định quan trọng của nước này trước COVID-19. Đến nay, không có biến thể mới nào xuất hiện tại quốc gia này. Tuần trước, chính quyền Trung Quốc tuyên bố chiến thắng quyết định trước dịch bệnh với tỷ lệ tử vong thấp nhất thế giới. Ngày 21 tháng 1, người đứng đầu bộ phận dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc nhận định khả năng các đợt tái bùng phát COVID-19 quy mô lớn ở Trung Quốc trong 2 đến 3 tháng sau đó là rất nhỏ do khả năng miễn dịch trong cộng đồng vẫn còn cao. Ủy ban châu Âu vừa ra lệnh cấm nhân viên của Ủy ban sử dụng mạng xã hội TikTok trên các thiết bị liên quan công việc trong bối cảnh lo ngại về bảo mật dữ liệu. Ủy ban châu Âu cho biết lệnh cấm đồng nghĩa với việc nhân viên của cơ quan này không thể sử dụng mạng TikTok trên điện thoại. Nhân viên của Ủy ban châu Âu cũng phải xóa các ứng dụng trước ngày 15 tháng 3 nếu đã cài đặt. Ủy ban châu Âu khẳng định động thái của họ không phải do áp lực từ Mỹ. Họ cũng không nêu chi tiết cách bộ phận kỹ thuật của Ủy ban thực hiện việc giám sát lệnh cấm TikTok đối với nhân viên. Phản ứng về quyết định của Ủy ban châu Âu, TikTok bày tỏ sự thất vọng và cho rằng lệnh cấm dựa trên những quan điểm sai lầm. Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc lại tiếp tục rơi xuống mức thấp kỷ lục, làm trầm trọng thêm những thách thức về dân số già đối với nền kinh tế. Theo số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Hàn Quốc công bố, trong năm 2022, số trẻ sơ sinh trên một phụ nữ ở Hàn Quốc là 0,78, thấp nhất từ trước đến nay. Việc thiếu trẻ sơ sinh mang đến những rủi ro dài hạn cho nền kinh tế, làm giảm quy mô của lực lượng lao động, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và sức sống của nhiều ngành nghề. Lực lượng lao động bị thu hẹp là nguyên nhân chính khiến tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc giảm sút. Dân số trong độ tuổi lao động đạt đỉnh là 37,3 triệu người vào năm 2020, dự kiến giảm gần một nửa vào năm 2070. Giới chức đảo Đài Loan Trung Quốc đang triển khai chương trình cung cấp tiền mặt hoặc ưu đãi giảm giá cho 500.000 khách du lịch vào năm nay, trong nỗ lực củng cố ngành du lịch và thúc đẩy chi tiêu hậu đại dịch. Theo chương trình được công bố vào ngày 23 tháng 2 vừa qua, 500.000 du khách sẽ nhận được ưu đãi trị giá 5.000 đài tệ, tương đương khoảng 164 đô la Mỹ. Giới chức địa phương tiết lộ, số tiền này có thể được trao dưới dạng điện tử hoặc giảm giá chỗ ở. Đài Loan Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy nền kinh tế sau khi dỡ bỏ các biện pháp ngừa COVID-19 trong năm ngoái. Tăng trưởng dự kiến chậm lại trong năm 2023 khi hòn đảo phụ thuộc vào thương mại này phải vật lộn với sự sụt giảm xuất khẩu, khiến việc thúc đẩy nhu cầu trong nước và du lịch ngày càng trở nên quan trọng hơn.
Trước đại dịch, du lịch chiếm khoảng 4% GDP của Đài Loan. Khi mở cửa trở lại vào tháng 10 năm ngoái, Đài Loan đã thu hút được gần 900.000 khách du lịch trong cả năm. Năm nay, hòn đảo đặt mục tiêu đón 6 triệu khách du lịch. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.